Good morning, happy life, true life. Xin chào các bạn. Mình đang trên cái đường trở về lại Cali. Thì từ Colorado yesterday, từ bữa nay mình trở lại Cali đi được một ngày rồi, chắc còn phải hai ngày nữa. Tại mình hay dừng lại sớm á các bạn, cho nên là nó take longer, nhiều thời gian hơn. Thì bây giờ mình đang trên đường nghỉ tạm một chút xíu rồi đi tiếp cho xe nó nghỉ chút với các bạn. Ở trên đây là sườn núi. Nếu các bạn nhìn bên đây là một cái sườn núi nè. Hồi nãy mình đã đi lên trên núi tới đỉnh của nó. Bây giờ mình đang đi xuống. Thì trên đó khoảng 6.000 feet đó các bạn. Các bạn thấy xa xa cái đỉnh núi đó. Đó là mình đã đi tới đó rồi. Bây giờ mình đang trên đường đi xuống. Thì tới đây là gần ở dưới cái đồng bằng rồi. Thì bên đây các bạn vẫn còn thấy trên sườn núi ha. Thì xa xa mình nó có một cái hồ rất là đẹp. Một cái hồ rất là yên lặng. Các bạn nhìn thấy đó. Cái hồ rất là lớn không? Phía xa mình. Và rất là bình yên các bạn. Ở đây người ta gọi là Cool Canty. Nếu mình đi lại đây mình thấy cái tên của nó là Cool Canty. Nó là Cool Canty các bạn. Ở đây mình có thể đi bằng boat. Mình có thể để cho mình safety thì có những cái điều lệ mình nên làm ở trong cái hồ này. Thì cái khoảng đường có thấy được không? Đây. Đây là cái bản đồ để chỉ dẫn mình đi. Mình đang ở đây các bạn. Mình đang ở đây. Bây giờ mình đi tiếp tục. Santa Rai here. Này là cái lake nha. Rồi mình sẽ đi tiếp tục dài qua đây để về lại Cali. Tức là còn đi đường dài lắm. Mình tiếp tục đi Freeway 50. Đây là Freeway 50 rồi, bắt đầu đi tiếp nữa. Nói chung cảnh vật rất là đẹp. Nếu mình nhìn chung quanh thì cảnh vật rất là đẹp. Xa xa cũng có xe dừng lại giống như mình vậy đó. Dừng lại chung quanh cái hồ để mà xem rồi đi tiếp. Mình cho xe nghỉ ngơi. Thì các bạn thấy cái hồ rất là đẹp ha. Các bạn thấy ở trên đó là cái núi cao hồi nãy mình đi đó các bạn. Đó là nãy mình đi từ trên núi đó mình đi xuống á. Mình dừng đây chút xíu rồi mình cho xe nghỉ chút rồi mình đi tiếp. Các bạn thấy cái quang cảnh nó như vậy. Cũng nhiều người dừng lại rồi đi tiếp giống như mình. Cái này là tên của cái điểm mà mình dừng lại các bạn. Dolan Village, Cool Canty National Creek.